time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Phương Nam TV, trang trại đại đầu Phương Nam xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái kỹ năng nuôi đại đầu thương phẩm. Thông thường thì quý vị và các bạn nghe rất nhiều những cái video mà mình chia sẻ là quy trình kỹ thuật nuôi đại đầu thương phẩm và quy trình kỹ thuật nuôi đại đầu sinh sản. Nhưng mà trong cái video này thì mình muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn là cái tầm cao hơn một chút. Đó là cái kỹ năng nuôi đại đầu thương phẩm. Cái kỹ năng này thì mình không thể cho quý vị và các bạn được. Mình cũng không thể nào mà chia sẻ cho quý vị và các bạn được. Vì cái kỹ năng này thì chúng ta sẽ cần thời gian, cần cái kinh nghiệm thực tế, cần cái trải nghiệm từ thực tế. Từ những cái đó chúng ta đúc kết ra cái kinh nghiệm cho bản thân. Và qua sự tổng hợp lại, sâu chuỗi lại thì chúng ta sẽ có được một cái kỹ năng. Cái kỹ năng này thì sẽ phải mất thời gian các bạn nhé. Như với bên mình, trang trại đại đầu Phương Nam thì bên mình phải mất hơn 10 năm thì bên mình mới tạo được cho bên mình được một cái kỹ năng trong cái quá trình mà nuôi đại đầu. Cái kỹ năng ở đây thì mình xin nói qua cho quý vị và các bạn hiểu là cái kỹ năng nó là như thế nào. Cái kỹ năng ở đây là chúng ta khi chúng ta nhìn vào một con đại đầu là chúng ta sẽ hiểu hết về một con đại đầu. Chúng ta biết được con đại đầu này nó đang ở trạng thái như thế nào. Và nó đang cần gì và nó đang không cần gì. Đó là một cái kỹ năng để chúng ta đánh giá được một cái con đại điểu từ thực tế các bạn nhé. Ví dụ, khi chúng ta nhìn vào một con đại điểu một tháng tuổi như thế này, chúng ta sẽ đánh giá được là con đại điểu này, nó cái thể trạng của con đại điểu này có tốt hay không. Thứ hai là chúng ta nhìn vào cái quy trình kỹ thuật mà đang chăm sóc và nuôi dưỡng con đại điểu này, thì chúng ta sẽ đánh giá được là với một cái quy trình kỹ thuật như thế này thì con đại điểu hiện tại này sẽ sinh trưởng và phát triển như thế nào, và với cái quy trình kỹ thuật đang áp dụng như này thì cái con đại điểu này sẽ sinh trưởng và phát triển ra làm sao. Đó là cái kỹ năng các bạn ạ. Mình xin lấy một cái ví dụ nữa. Với đại điểu sinh sản thì chúng ta nhìn vào một con đại điểu đang trong giai đoạn sinh sản thì chúng ta biết được là con đại điểu này đang thừa cân hay là thiếu cân. Ví dụ một con đại điểu trong giai đoạn sinh sản mà nó đi rất lạch bạch, đi lịch bịch, rất nặng nề, thì như vậy là con đại điểu đấy đang thừa cân, chúng ta sẽ phải giảm chế độ ăn dinh dưỡng xuống để cho nó phù hợp với cái đại điểu sinh sản. Còn con đại điểu sinh sản thì nó phải đi thanh thoát các bạn ạ, nhất là những con đại điểu mái nó phải đi thanh thoát nhẹ nhàng. Con đại điểu trống cũng vậy, cũng phải linh hoạt, nhanh nhẹn. Thì như vậy thì mới thể trạng của nó mới phù hợp các bạn ạ. Mình xin lấy một cái ví dụ nữa. Ví dụ khi chúng ta nhìn vào một con đại điểu trong giai đoạn 3 tháng tuổi, nếu cái quy trình mà nuôi phù hợp thì trọng lượng của con đại điểu trong giai đoạn 3 tháng tuổi nó sẽ trung bình khoảng 20 kg. Với cái thể trạng như vậy, với cái kết cấu khung xương đại điểu như vậy và với cái trọng lượng như vậy thì hoàn toàn phù hợp với con đại điểu, thì nó sẽ sinh trưởng và phát triển rất tốt. Nó không bao giờ xảy ra cái trường hợp là nó bị gãy chân trong quá trình mà chúng ta nuôi dưỡng. Nhưng với một con đại điểu trong giai đoạn 3 tháng tuổi mà trọng lượng của nó là 30 cân trở lên thì chúng ta nhìn thấy cái kết cấu xương của nó cảm giác là nó to, kết cấu xương, khung xương của nó to nhưng mà nó thiếu độ chắc chắn. Cái phần bên trong xương của nó ấy, nó sẽ có sự xốp các bạn nhé, trong cái ống xương ấy, bên trong lòng bên trong xương ấy thì nó cảm giác là nó sẽ bị xốp, không chắc chắn, nó không khỏe. Thì khi chúng ta nhìn vào một con đại điểu trong giai đoạn 3 tháng tuổi là chúng ta phải đánh giá được là con đại điểu này thể trạng của nó đang như thế nào và cái quy trình nuôi dưỡng hiện tại có phù hợp với nó hay không. Đấy. Ví dụ buổi tối thì chúng ta phải biết là con đại điểu nó cần gì, ban ngày con đại điểu nó cần gì, thời tiết mưa bão lạnh thì con đại điểu nó cần gì và thời tiết nắng thì con đại điểu nó cần gì. Đó là cái kỹ năng. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn sẽ có được cái kỹ năng trong quá trình nuôi đại điểu. Cái việc đầu tiên để chúng ta
có được một cái kỹ năng nuôi đà điểu là chúng ta sẽ phải tiến hành ghi chép các bạn nhé. Quý vị và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái sổ ghi chép là hàng ngày chúng ta chăm sóc và nuôi dưỡng đà điểu như thế nào, chúng ta sử dụng thức ăn gì, đấy, rau chúng ta sử dụng rau gì, cám chúng ta sử dụng cám gì, và chúng ta cho đà điểu ăn. Thì một ngày cái đà điểu của quý vị và các bạn nó ăn hết bao nhiêu kg rau, và ăn hết bao nhiêu kg cám, và uống hết bao nhiêu lít nước. Đấy, chúng ta sẽ phải ghi chép lại. Sau cái quá trình, trong quá trình nuôi đó thì khi chúng ta sẽ phải phối trộn thức ăn, phối trộn cám, hoặc là thay đổi rau, thay đổi cám, thì chúng ta sẽ ghi chép lại tiếp tục. Thì chúng ta có sự so sánh và đánh giá là với cái thức ăn mình đang sử dụng như thế này, với rau xanh, với cám mình đang sử dụng như này, thì cái đà điểu của chúng ta nó ăn cái khối lượng như thế này. Và khi chúng ta thay đổi rau, thay đổi cám, thì đà điểu của chúng ta nó ăn cái lượng thức ăn như thế này. Và đối với nước uống thì chúng ta sẽ phải theo dõi là khi chúng ta sử dụng nước uống, chúng ta bổ sung men tiêu hóa, vitamin vào trong nước uống, thì đà điểu của chúng ta nó sẽ ăn uống cái lượng thức ăn nó ăn uống như thế nào, và cái lượng nước mà nó sử dụng, nó uống hàng ngày là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ có sự ghi chép lại. Và khi chúng ta không sử dụng men tiêu hóa và vitamin tổng hợp pha vào nước cho đà điểu uống, thì đà điểu của chúng ta sẽ sử dụng cái lượng nước là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ phải ghi chép lại các bạn nhé. Khi chúng ta ghi chép lại rồi thì chúng ta cần một cái yếu tố quan trọng nữa, đó là chúng ta sẽ phải là theo dõi đà điểu hàng ngày liên tục. Hàng ngày thì chúng ta sẽ phải theo dõi đà điểu, chúng ta sẽ phải quan sát đà điểu của chúng ta vào buổi tối xem biểu hiện của đà điểu như nào, nó cần gì. Buổi sáng sớm đà điểu của chúng ta nó như thế nào và nó cần gì. Buổi trưa thì đà điểu của chúng ta nó như thế nào và nó cần cái điều gì. Mình lấy ví dụ buổi tối, khi chúng ta quan sát đà điểu thì chúng ta biết là con đà điểu của chúng ta nó đang nằm ngủ một cách rất chi là thoải mái, ấm áp, an toàn. Thì chúng ta phải biết là cái yếu tố thời tiết như thế nào, nhiệt độ như thế nào, nó phù hợp với con đà điểu để chúng ta đáp ứng cho nó. Ví dụ chúng ta cảm thấy đà điểu của chúng ta bị lạnh thì chúng ta nhìn là chúng ta biết ngay, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải che chắn để bảo vệ cho đà điểu của chúng ta. Nếu chúng ta thấy đà điểu của chúng ta nóng thì chúng ta biết là chúng ta phải làm gì rồi. Đấy. Còn khi vào buổi sáng sớm, chúng ta sẽ phải quan sát đà điểu là khoảng mấy giờ thì đà điểu của chúng ta sẽ thấy là đà điểu của chúng ta nó sẽ dậy, nó đi lại và nó ăn uống vào buổi sáng, thì chúng ta phải biết được. Và các cái quá trình nuôi thì chúng ta sẽ biết là thông thường đà điểu của chúng ta nó sẽ dậy, nó ăn vào tầm khoảng 5 giờ sáng chẳng hạn, chúng ta quan sát, chúng ta biết như thế. Nhưng hôm nay đến 5 giờ sáng rồi, chưa thấy đà điểu của chúng ta nó dậy, nó đi lại, nó ăn uống, thì đà điểu của chúng ta nó đang có vấn đề về sức khỏe. Đấy, thì chúng ta phải chú ý các bạn nhé. Còn khi chúng ta có sự ghi chép, có sự quan sát, thì chúng ta sẽ tích lũy được những cái kinh nghiệm cho bản thân. Chúng ta sẽ có một cái cảm giác. Chúng ta có một cái cảm giác ấy, ví dụ như là giống như là mình hiểu con đà điểu ấy. Ví dụ bây giờ nhá, mình quan sát một con đà điểu này, mình cảm nhận được con đà điểu này nó đang như thế nào, là mình có sự cảm nhận được, sự thấu hiểu ấy. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ dành thời gian cho nó đủ nhiều thì chúng ta sẽ đủ hiểu con đà điểu của chúng ta nó đang như thế nào. Và khi chúng ta dành thời gian quan sát nó và chăm sóc nó và ghi chép, thì chúng ta sẽ hiểu được con đà điểu của chúng ta nó đang như thế nào. Và sau đó là chúng ta sẽ những cái kinh nghiệm đó, những cái quá trình thời gian đó, thời gian trải nghiệm đó, chúng ta sẽ nuôi hết cái lô đà điểu này đến lô đà điểu kia, hết cái lứa đà điểu này đến lứa đà điểu kia, hết năm này qua năm kia, thì chúng ta sẽ đúc kết được cho chúng ta một cái kinh nghiệm. Và từ những cái kinh nghiệm đó sẽ cho chúng ta một cái kỹ năng. Kỹ năng này phải đánh đổi bằng thời gian, bằng sự lao động từ thực tế và có sự học hỏi hàng ngày. Đấy nha các bạn nhé, chứ không phải là tự nhiên mà nó đến với chúng ta đâu. Những cái kỹ năng này thì mình không làm thế nào mình chia sẻ cho quý vị và các bạn. Kỹ năng của mình có, mình không thể làm mà mình cho các bạn được. Mình chỉ truyền đạt lại cho quý vị và các bạn qua lời nói, qua video hướng dẫn và qua cách chia sẻ làm thế nào để chúng ta có được cái kỹ năng. Còn nếu quý vị và các bạn muốn có được cái kỹ năng như của mình thì quý vị và các bạn phải làm những gì mà bên mình vừa mới chia sẻ và hướng dẫn cho quý vị và các bạn. Chỉ có cách như vậy thôi thì chúng ta sẽ có được một cái kỹ năng
trong quá trình nuôi đà điểu các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì mình đã nhận được rất nhiều các câu hỏi của quý vị và các bạn hỏi về cái quy trình kỹ thuật nuôi đà điểu, hỏi về tất tật những cái vấn đề liên quan đến đà điểu. Thì trong cái video tiếp theo thì mình sẽ dành thời gian, mình sẽ chia sẻ và giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của quý vị và các bạn. Thì cái video này thì video đấy thì mình cũng đánh giá là nó hết sức quan trọng. Những cái thắc mắc của quý vị và các bạn sẽ được mình giải đáp trong cái video tới. Còn trong cái video này mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị và các bạn có bất kỳ những cái vướng mắc, những cái câu hỏi gì thì quý vị và các bạn hãy để lại comment ở phía dưới video. Mình sẽ chia sẻ và giải đáp cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.